Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giá mít ruột đỏ ngày 25 tháng 2, 2024, giá đi ngang. Giá mít ruột đỏ Indo lá bộ, thương lái mua tại vườn, giá mít nhất 45.000 đồng 1 kg, trái lấy từ 8 kg trở lên. Mít nhì 35.000 đồng 1 kg, trái lấy từ 6 kg đến dưới 8 kg. Mít ba giá 25.000 đồng, giá mít chợ 7 tới 8.000 đồng. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhấn nút đăng ký để theo dõi thêm nhiều thông tin khác. Kính chúc bà con nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.